Họ xếu là một nhánh thuộc bộ Ruiform gồm các loài chim lớn có cổ dài và chân dài. Họ này có 4 chi và 15 loài. Chúng phân bố khắp thế giới ngoại trừ Nam Mỹ và Nam Cực. Hầu hết các loài xếu đều đang bị đe dọa, nếu như không phải là cực kỳ nguy cấp trong phạm vi phân bố của chúng. Chúng kiếm ăn trên đầm lầy và đất ngập nước nông để lấy rễ, củ, côn trùng, động vật giáp xác và con mồi, động vật có xương sống nhỏ. Số 1. Xếu đầu đỏ. Xếu đầu đỏ, hay còn gọi là xếu cổ trụi, là một phân loài của loài xếu Sarus. Đây là phân loài chim quý hiếm tại miền Nam Việt Nam, nằm trong sách đỏ Việt Nam và sách đỏ thế giới IUCN. Đặc điểm nhận dạng, xếu đầu đỏ trưởng thành cao khoảng 150-180cm, sải cánh từ 220-250cm và có trọng lượng trung bình từ 8-10kg, là loài lớn nhất trong họ xếu. Chim trưởng thành, đầu và trên cổ trụi lông, trừ một đám màu xám ở má. Họng và vòng bao quanh gáy có ít lông đen. Dưới cổ và toàn bộ lông còn lại màu xám ngọc trai. Mắt có màu vàng cam, mỏ màu xám lục nhạt, chân đỏ thịt. Da trần ở đỉnh đầu và trước mắt màu lục xám. Da trần ở đầu và cổ màu đỏ. Đặc điểm sinh thái, sinh cảnh sống là đầm lầy, các vùng nước nông, các vùng đất ngập nước chua phèn có nhiều cỏ năn. Chúng ăn củ cỏ năn kim và năn ống, đào củ bằng mỏ. Ngoài ra còn ăn cả côn trùng, cá nhỏ, ếch nhái và đôi khi cả chuột. Nơi làm tổ thường có xen những cây thân gỗ như tràm hoặc các cây thân gỗ ngập nước khác để có bóng mát cho trứng trong thời gian ấp. Phân bố, những cánh rừng khô thuộc khu vực trung tâm Đông Nam Á là nơi cư ngụ của loài xếu đầu đỏ phương Đông, từng có thời phân bố rộng rãi tại các khu đất ngập nước của Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Vân Nam. Ước tính, hiện nay chỉ còn khoảng 1.000 cá thể tại vùng Đông Nam Á này. Tại Việt Nam, xếu đầu đỏ phân bố ở các tỉnh Nam Bộ và Nam Trung Bộ, chủ yếu là ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An. Tình trạng, năm 1985 phát hiện lại loài này ở vùng Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Năm 1990, đếm được 1.110 cá thể. Những năm gần đây, số lượng đang có chiều hướng giảm dần. Do việc mở rộng diện tích kênh mương, trồng tràm ở các bãi cỏ năn là nơi kiếm ăn của chúng, quan trọng hơn là mở rộng diện tích trồng lúa và sự xâm hại của cây mai dương. Trong khu bảo vệ Tràm Chim là khu bảo tồn bảo vệ xếu. Cũng vì thế, những năm gần đây gặp loài này kiếm ăn tản mạn ở nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, mà trước đây chúng thường tập trung thành những đàn lớn ở vùng Tràm Chim trong mùa khô. Loài này chỉ về nước ta trong mùa khô để kiếm ăn. Xếu đầu đỏ là một loài chim quý hiếm, được bảo vệ bởi pháp luật của hầu hết các quốc gia nơi chúng phân bố, trong đó có Việt Nam. Mối đe dọa lớn nhất đối với loài này, đặc biệt tại Việt Nam, là sinh cảnh sống bị thu hẹp, nguồn thức ăn bị hạn chế do những thay đổi về sinh cảnh, biến đổi khí hậu cùng những tác động không lường trước tới sinh cảnh sống của chúng. Ngoài ra, một mối đe dọa ít phổ biến hơn tại Việt Nam là việc buôn bán bất hợp pháp trứng, chim non và chim trưởng thành hoặc săn bắt trứng và xếu để làm thức ăn. Biện pháp bảo vệ xếu đầu đỏ đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam năm 2000. Những năm gần đây, xếu đầu đỏ đã trở lại vùng Đồng Tháp mười rộng lớn do sinh cảnh đất ngập nước nơi đây đã được phục hồi, gần với điều kiện tự nhiên trước đây, giúp cho các bãi thức ăn của chúng phát triển trở lại. Hàng năm, có khoảng gần 20 cá thể xuất hiện tại khu vực này. Quy hoạch hợp lý, việc mở rộng diện tích đất nông nghiệp, cụ thể là trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt vùng Đồng Tháp 10. Vườn quốc gia Tràm Chim là nơi bảo tồn loài xếu này đầu tiên. Ở nước ta, cần bảo vệ tốt các bãi cỏ năn,
là nơi kiếm ăn của chúng, không nên khai phá để trồng lúa, trồng tràm và các loại cây nông nghiệp khác. Ngoài ra, các vùng đất ngập nước có cỏ năn phân bố ở các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang cũng cần phải quản lý hợp lý để tránh làm thu hẹp và mất nơi kiếm ăn của xếu cổ trụi trong mùa khô, là mùa di cư về nước ta. Một thông tin đáng mừng mới nhất. Sau một năm vắng bóng, xếu đầu đỏ đã tìm về vườn quốc gia Tràm Chim huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp và khu bảo tồn loài sinh cảnh Phú Mỹ Kiên Giang để tìm thức ăn. Vào ngày 16 tháng 4 năm 2021, đã có gia đình xếu 3 con bay về vườn. Còn tại khu bảo tồn loài sinh cảnh Phú Mỹ tỉnh Kiên Giang ghi nhận xếu về khoảng 30 con. Số 2. Xếu cổ trắng. Xếu cổ trắng hay xếu thông thường là loài chim phổ biến nhất trong họ xếu. Chúng sinh sống tại hầu hết các khu vực thuộc cựu lục địa Á, Âu và cả khu vực Bắc Mỹ. Xếu cổ trắng là loài chim bay cao thứ hai thế giới. Chúng có thể bay cao tới 10.000 mét. Chúng thường bay thành từng đàn lớn xuống phương Nam để tránh rét vào mùa đông. Đây là loài ăn tạp, chúng có thể ăn lá, rễ, quả cây, côn trùng, chim nhỏ và cả một số loài động vật có vú nhỏ. Đặc điểm nhận dạng, loài này có chiều dài cơ thể khi trưởng thành vào khoảng 100-130cm. Dài cánh từ 190-240cm và trọng lượng ước chừng từ 4,5-6kg. Phần lớn cơ thể có màu xám, với một vệt trắng ở trên đầu và lớp lông viền cánh màu đen. Xếu trưởng thành, có một mảng lông màu đỏ. Tiếng kêu của chúng khá lớn và ồn ào. Chúng thường kêu trong khi đang bay và là dấu hiệu báo trước sự xuất hiện của con xếu. Loài chim này cũng có một điệu múa khá ấn tượng với những động tác nhảy và vỗ cánh, thường được thực hiện trong mùa giao phối để thu hút bạn tình. Phân bố, xếu cổ trắng làm tổ ở Bắc Châu Á, mùa đông di cư xuống Nam Trung Quốc, Ấn Độ, Miến Điện và Đông Dương. Việt Nam về mùa đông loài này thường có ở đồng bằng Bắc Bộ và nhiều nhất là ở bờ biển Trung Trung Bộ. Số 3. Xếu xám. Xếu xám hay xếu cổ đen là một loài chim trong họ xếu. Loài xếu này sinh sản ở cao nguyên Tây Tạng và Chu Đông chủ yếu ở Ấn Độ và Bhutan. Chiều dài 139cm với sải cánh dài 235cm. Cân nặng trung bình 5,5kg. Nó có màu xám trắng với đầu đen, mảng đỉnh đầu nâu đỏ, phía trên cổ màu đen, chân màu đen và mảng trắng phía sau mắt. Con trống và con mái có bộ lông như nhau. Phân bố, xếu xám phân bố ở Mông Cổ, Trung Quốc, mùa đông di cư xuống phía Nam. Ở Việt Nam, về mùa đông thường gặp xếu xám ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ,